Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình tiếp tục bây giờ cái cây này nó cũng chuyển sang cái màu này là màu bắt đầu mình đủ tuổi để mình uốn rồi. Thì nó mọc lôm côm, bữa hôm nọ mình đã lọc bớt những cái nó dày quá đấy. Mình lọc đỡ đi rồi. Đấy, bây giờ mình vào tay tán cho các bạn xem cái cây này nhé. Thì đấy, thì mình vào tay tán thì mình lọc đỡ cái lá bên trong đi cho nó đỡ dày. Xong bắt đầu là mình uốn lại, chia cho nó đều tán ra cho nó lực, chứ bây giờ nó vừa đứng cái tuổi làm mà mình không làm là mai mốt nó to quá là mình vào dây là cái đường nét nó không có được đẹp. Đó, cái cây này thì bây giờ mình vào dây xong bắt đầu mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Cái cây này là sáng ra bắt đầu là tiếp tục mình làm, thì vào dây cái cây này đã thì nó mới có giá trị được. Cần chơi bonsai mà mình không vào dây thì nó không có tương lai, cho nó không đẹp được, nên là đúng cái tuổi của nó rồi. Đấy. Bây giờ mình vào đây này cái cây này. Đó, thì mình vào đây xong rồi mình lại quay lại cho các bạn xem nhé. Đã uốn hoàn thành nhé các bạn nhé. Đấy, nó chia cho nó đều tay tán như vậy.
giờ trước mắt thì mình làm một lớp đã, không những cây nào mà nó ra mà mình làm đẹp thì luôn thì cứ vào một lớp đi, sau này xong Tết thì nó ra nó đầy đủ tay tán hơn, mình chia thì nó mới dày lại được, bây giờ mình chia sao cho nó đều được. Đấy, sau này nó định hướng cho nó trước một lượt, sau này nó ra tiếp thì mình lại tiếp tục, mình lại làm lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Tại bây giờ nó vào như này là nó đủ tay tán, nó chưa đẹp đẹp đâu, nhưng mà cây nào cũng vậy, phải làm là mấy lần. Đó, để mình đi quay cái phía bên kia cho các bạn xem. Đấy, cái cây này mình nắng quá đấy, làm sớm nữa, bây giờ mới xong đấy, gần tiếng đồng hồ mới xong. Đó, phía đằng sau này uốn thì cứ gọi là định hình vậy thôi, chứ còn cũng chả có cây nào mà nó ra một phát mà nó đẹp được luôn đâu, phải làm mấy lần. Nhưng đây mình mới làm một lần, mình lọc sơ sơ vậy, rồi sau nó ra rồi nó thiếu tay tán chỗ nào đấy thì mình tiếp tục mình lại làm một lần nữa thì nó mới khít được. Chứ lần đầu tiên là chỉ vậy thôi, mai mốt bắt đầu mình mới lại lọc lại những cái đầu sẹo chỗ kia mình cạp lại, bây giờ chưa có làm được. Rồi, video đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất. Rồi ủng hộ mình để mình có cái động lực mình làm đấy. Cũng đã lâu rồi mình không lên video. Rồi mong các bạn có cái gì cứ để men tham gia góp ý cho mình nhé. Cái mình làm nó có hợp lý hay không. Thế là mình còn học hỏi rất nhiều các bạn ạ. Đây là cái sự đam mê của mình đấy. Mình đăng lên cho các bạn xem mà. Các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được video, và cái thứ hai nữa các bạn ủng hộ mình nhá, để mình có động lực mình làm.